Chào mọi người á, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về cái quy trình ha, để mình kiểm tra cái ISO của Accord. Thì trong cái mô hình này ha, cái thiết bị này ha, cái bộ thiết bị này, thì trong trường hợp mà khách hàng mà gửi cái ISO về cho mình không có gửi cái xe về ha, người khách hàng ở xa người ta chỉ gửi ISO về thôi, và mình yêu cầu mình là kiểm tra ISO của người ta. Thì đầu tiên mình phải yêu cầu khách hàng cho mình thông tin là xe này bị gì. Thì khách hàng có thể dùng cái máy chẩn đoán để đọc lỗi ha. Ví dụ các camera đọc lỗi giúp em ha, có cái lỗi bị gì trước ha, cái hiện tượng là sao, báo lỗi là gì nha, giúp em điều này trước. Rồi tiếp theo mọi người phải nếu muốn kiểm tra ISO thì gửi ISO về. Còn những anh em khách hàng nào mà ở gần ha, gần em mà có gara có xe thì chạy lại gara em, thì bên em sẽ kiểm cho mình, cho mọi người cho nó nhanh ha, đỡ. Đó là cái mà khi mà tình hình mà mình nhận xe nó sẽ nhận, thì khi mà về mình sẽ kiểm ha, khách hàng báo gì mình sẽ kiểm nó, thì căn cứ vào các cái hiện tượng lỗi ha, các mạng lỗi ha, các hiện tượng thì mình sẽ kiểm. Ví dụ như khách hàng nói hiện nay cái bơm của app này nó bị lỗi mà nó không có chạy, thì mọi người kiểm rồi, thì mọi người muốn chắc ha, thì em sẽ kiểm lại, và nếu trong trường hợp mà hư xong em sẽ sửa cho mọi người. Mọi người báo là kim phun ha, là các cái phun GDI ha, đời áp còn này là xài GDI rồi, mọi người thấy đây là cái phun GDI ha. Đây là bobin nè, bobin mình dùng bobin của Toyota nha, nó xem của Honda thôi. Và đây là các số đo của báo số ha, hộp số tự động này, và đây là cái hộp của nó. Thì cái hộp này sẽ gồm có là điều khiển các cái kim phun bobin nè, các cái bơm có áp nè, đây máy GDI mà, rồi các cái van khác bung ga, rồi điều khiển hộp số tự động nè, rồi đây là các cái bộ về cảm biến nè, mình đã đấu sẵn hết rồi. Với cái bộ jack này nó chuyên dùng để kiểm tra các cái dòng Accord từ 2013 cho tới hiện nay luôn, nó đều kiểm tra được hết. Và tiếp theo là mình dùng cái máy này để ở trên xe á, mọi người muốn kiểm tra thì mọi người cần đưa cái xe cái nó về điều kiện để cho mình muốn kiểm tra cái bơm này, thì mình phải đưa cái xe về điều kiện để cho cái ISO này nó chạy, và khi ISO này nó chạy thì cái bơm nó sẽ hoạt động và mình sẽ kiểm nó được. Ví dụ như tương tự như là kim phun thôi, tương tự như là movin thôi, tương tự như là các số loa số thôi ha. Đó, thì bây giờ mình cho mọi người xem mình thử ha. Đó, thì khi mình đã làm mọi người cái bơm nó chạy không, cái bơm mình nó có phun là nó lửa ha, kim phun nó có phun này. Thì mọi người lần đông là vì cái ISO này nó có IMO á, nên cái việc mà mình kiểm tra nó khá là phức tạp, vì mình không thể cho cái ISO này nó chạy giống như một cái ISO không có IMO được, vì có mắc khi mà. Thì với khi mọi người như em kiểm tra, dù mọi người có xe ở trong này có IMO không IMO, em đều kiểm được hết. Em có thể kiểm được kim phun, có thể kiểm được mobin nè, có thể kiểm được số hoặc có thể kiểm được bơm quá mà, và tất cả các cái cấp chấp hành cũng như là cảm biến khác được. Đó là cái quy trình mà bên em hiện nay đang dùng để tiếp nhận và xử lý các lỗi cho khách hàng. Thì nếu mọi người có những cái vấn đề liên quan tới các cái hộp và các cái dòng hộp mà cái lỗi trên xe, có thể liên hệ với em để hỗ trợ. Thì mọi người lưu ý là với cái dòng hộp các dòng xe hiện nay, như là dòng Honda nè, các dòng Hyundai, Toyota, thì xu hướng người ta sẽ dùng các loại hộp là điều khiển full hệ thống full GDI rồi. Và cái việc để kiểm một hệ thống GDI mọi người cần lưu ý những vấn đề sau bơm quá rồi bobin thì không nói rồi, nhưng kim phun thì nó có hai dây, và hai dây này chạy thẳng về hộp luôn. Em thấy cái hộp nữa ha, cái hộp ở đây nó ra một đống một bó dây ha, để bó dây của bobin không nói ha, là bó dây của kim phun nè. Nó có Accord này nó có 4 cây kim nhưng mà 8 sợi lật ha, nó khác với những cái máy đời cũ của Accord ha, đó mọi người cần lưu ý. Rồi cái hộp của Accord nó điều khiển luôn số tự động luôn ha, đây là các van số tự động này, và nó là hộp CVT nha, chứ không phải là hộp AT, mọi người lưu ý. Rồi đây là bơm có áp này, là cái bơm có áp cảm biến ha, với những dòng GDI thì nó sẽ xài cái bơm có áp, đây là cái bơm có áp của nó đây nha. Rồi đây là dòng kim ha, bơm có áp này, rồi đây là bobin kim phun đó. Thì mình giới thiệu mọi người biết về cái dòng này để mà khi mọi người làm xe, mọi người có thắc mắc gì ha, mọi người có thể trao đổi bên em, hoặc là mọi người có thể lưu ý trong quá trình sửa chữa.
tới cái xe này nó sẽ như những vấn đề sau. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay rất nhiều.